LV xin chào tất cả mọi người, tất cả những người đang theo dõi video này. Hôm nay tôi xin được ra mắt một chiếc nhẫn của anh Huy Vũ đang sinh sống ở thành phố Yên Bái. Thì đây là một cái viên ruby lục yên, trọng lượng xấp xỉ 5CT, màu đỏ huyết chất kính, chất rất đanh và rực, tự nhiên hoàn toàn 100%, không qua bất kỳ một xử lý nào. Và viên đá được xuất xứ ở mỏ núi đá Lục Yên nên cái chất lượng của nó thì rất là tốt. Nó sẽ rất là rực dưới cái ánh sáng, mọi ánh sáng. Và đây là cái chứng thư tôi đã kiểm định đầy đủ trước khi giao hàng cho tới anh Vũ. Đó, đây là màu đỏ trong suốt đến bán trong. Và những cái video tôi quay là đang ở cái điều kiện thời tiết ánh sáng bình thường, không căn chỉnh, không tăng màu, không gì hết. Và vàng thì được thiết kế là vàng 14K. Với cái mẫu nhẫn này thì là một cái mẫu nhẫn đang rất là hot, mẫu nhẫn mới mà chúng tôi thiết kế trong năm vừa qua. Vâng, trông như này nhưng khi chúng ta đeo trên tay thì nó rất là sang, vì nó các cái chi tiết vàng nó hắt sáng lên. Đấy, nó phản sáng lên nên nó có cái cảm giác rất là sáng tay. Và đây là tôi quay trực tiếp bằng đèn flash của điện thoại, quay trực tiếp để chúng ta nhìn được cái góc độ nó thực tế, gọi mọi góc độ ánh sáng, từ ánh sáng thường, ánh sáng trong nhà, ánh sáng flash. Đấy, như ánh sáng flash, đây cũng là ánh sáng flash. Vâng, và anh chị nào thích cái mẫu nhẫn hay là yêu thích, đam mê đá quý, loại hàng tuyển, hàng đẹp thì hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại 0814419999 hoặc kết bạn Zalo 0969248666 để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.